Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ ăn món bánh mì nướng. Thì mọi người hãy cùng ăn với mình nhé. Đây mọi người, đây là cái bánh mì mình là nướng với trứng với chi này. Đấy, mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Bánh mì nướng trứng nhé. Đây là bốn cái miếng bánh mì đây mọi người. Đấy. Bốn quả trứng thì mình làm thành hai lần nhé. Đây là chi nhé. Đấy. Thì mọi người cùng vào bếp với mình nhé. Rồi, đây là cái bếp bánh mì mình cắt như thế này nhé. Đây là bơ nhé mọi người nhé. Sẽ cho vào mình, nhà mình không cho dầu mà mình cho bơ. Thì cái bánh mì nó to thì mình sẽ cho 3 quả mọi người nhé. Mọi người ơi, cái trứng mình đánh vào nó bông lên mọi người nhé. Mình cho cái bơ vào đây. Mình sẽ đổ trứng vào. Đấy. Mình cho bánh mì vào. Chở mặt nó đi mọi người. Mình sẽ cho chim cắt chấp vào nhé mọi người. Nếu ai không thích ăn cắt chấp thì không cho cũng được. Đấy. Mình thế này tí để cho ăn cho nó chua chua luôn mọi người.
Mọi người, mình bật lửa to lên cho nó vàng nữa là xong rồi. Đây, đây là cái món bánh mì trứng đây mọi người. Thì mình sẽ cắt đôi cho mọi người nhé. Wow. Mọi người nhìn quá hấp dẫn không? Đấy. Ăn này phải uống nước. Mời cả nhà mình nước với mình nhé. Có nước cam hay là nước trái cây gì nhưng mà bữa nay mình hết nước. Nó thơm mùi bánh mì, mùi bơ, mùi trứng, quá hấp dẫn luôn. Thì đi ra nhà hàng ăn thì cũng nên mình thích làm nhà mình ăn. Quá ngon luôn. Béo béo. Mùi giòn, mùi bơ béo. Trứng bánh mì chi ngon à. Xong mình cho một ít cái ketchup vào đó mọi người, cái cà chua vào đó. Ăn nó lại hơi chua chua một chút. Quá hấp dẫn luôn. Nó hơi chua chua của cái ketchup, cái cà chua. Mọi người nhấm vàng. Mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy đăng ký kênh và subscribe cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt.